Dù Hansi Flick đã khẳng định tinh thần tuyển Đức vẫn ổn định sau trận đấu, các học trò của ông dường như đang cho thấy điều ngược lại. Thua Nhật Bản, tiền vệ IK Gundogan gây bão với chỉ trích thẳng thắn các đồng đội, còn các cựu binh tuyển Đức như Manuel Neuer, Thomas Miller cũng liên tục nhắc đến sai lầm. Sau trận đấu, tiền vệ IK Gundogan, 32 tuổi, gây bão với phát biểu chỉ trích đồng đội. Chúng tôi đã giúp tuyển Nhật Bản chơi bóng quá dễ dàng, đặc biệt là bàn thắng thứ hai tôi không biết liệu có bàn thắng nào dễ dàng hơn được ghi tại World Cup hay không. Điều đó không nên xảy ra vì tuyển Đức đang đá World Cup. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã kiểm soát trận đấu trong phần lớn thời gian. Neuer đã cứu chúng tôi một lần trong hiệp 2, đó là lý do tại sao chúng tôi có anh ấy. Tuyển Đức đã có một cơ hội khó tin nhưng không thể ghi bàn thắng thứ hai. Chúng tôi đã để thủng lưới hai bàn trong 8 phút quá dễ dàng. Tuyển Đức triển khai bóng từ dưới lên chưa tốt, trong cầm bóng, di chuyển, truyền bóng. Chúng tôi đã phụ thuộc quá nhiều vào bóng dài trong hiệp 2 khi những đường truyền ngắn đã để bị cắt đứt quá dễ dàng. Có cảm giác không phải ai cũng thực sự muốn có bóng. Chúng tôi để mất bóng quá thường xuyên và quá dễ dàng. Khi nghe thấy điều này, huấn luyện viên Hansi Flick đáp lại. Đó là tuyên bố của EK. Anh ấy có thể nói điều đó. Điều quan trọng với tôi là tập thể đưa ra kết luận đúng và chịu trách nhiệm. Điều này thật đáng thất vọng. Tuyển Nhật Bản rõ ràng đã đánh bại chúng tôi ngày hôm nay về tính hiệu quả. Những sai lầm cá nhân mà chúng tôi đã mắc phải đơn giản là không được phép xảy ra. Một trong những người chơi tốt nhất bên tuyển Đức, thủ môn Manuel Neuer, 36 tuổi, chia sẻ, tuyển Đức đã không phòng ngự tốt cho đến phút cuối, không có đủ bình tĩnh để chơi lớn nước. Chúng tôi nên chơi nhanh hơn, tốt hơn trong phần sân đối thủ, tự tin hơn một chút thì mọi chuyện đã khác. Sau đó chúng tôi phải trả giá, tuyển Nhật Bản nghĩ rằng họ có thể làm được điều gì đó, còn chúng tôi thì không. Đây là một sự thất vọng lớn đối với tuyển Đức. Chân sút kỳ cựu Thomas Millen, 33 tuổi, bực bội. Có cảm giác chúng tôi chơi tốt trong phần lớn trận đấu nhưng không hiệu quả ở hai đầu sân. Thật lố bịch khi tuyển Đức để thua thế này. Cuối cùng, rõ ràng chúng ta phải tự trách mình vì sự thiếu hiệu quả. Tuyển Đức phải vượt qua điều đó và duy trì mục tiêu chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận thua bất ngờ của Đức trước Nhật Bản, huấn luyện viên Hansi Flick đã ca ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ tới từ châu Á, cũng như cho rằng các cầu thủ của mình cần nâng cao tính hiệu quả trong hai trận đấu sắp tới. Ông Hansi Flick nói, Nhật Bản là một đội bóng chất lượng, họ thi đấu đoàn kết, mạnh về kỹ thuật và có chiến thuật hiệu quả. Trong cả trận đấu, họ đã biết phát huy những ưu điểm và thi đấu nhịp nhàng. Rõ ràng chúng tôi không nên tìm lời bào chữa, chúng tôi chơi chưa đủ hiệu quả vào cuối trận và đã có một số sai lầm. Ngoài ra, huấn luyện viên Hansi Flick cũng bác bỏ thông tin cho rằng các cầu thủ Đức vẫn còn trạng thái tâm lý nặng nề sau World Cup 18. Ông khẳng định, tôi chả quan tâm tới những so sánh với kỳ World Cup trước. Giờ là lúc chúng tôi hướng về phía trước. Chúng tôi có thể và phải làm tốt hơn trong những trận đấu tới. Thất bại trước Nhật Bản đồng thời cũng khiến người Đức trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Bạn E vốn đã được coi là bạn tử thân khi ngoài Đức còn có sự xuất hiện của những ứng viên mạnh khác là Tây Ban Nha. Trước khi vòng đấu khởi tranh, nhiều người cho rằng Đức và Tây Ban Nha sẽ là hai ứng viên dắt tay nhau đi tiếp. Tuy nhiên, với màn thua sốc trước Nhật Bản, trong khi Tây Ban Nha đè bẹp Costa Rica tới 7-0, cổ xe tăng thực sự đã bị dồn tới chân tường. Họ bước vào thế phải có điểm trước Tây Ban Nha trong trận đấu đỉnh cao vào thứ Bảy tới, nếu không muốn phải chia tay giải sớm. Tuy nhiên, chứng kiến màn hủy diệt của Tây Ban Nha trước Costa Rica, rõ ràng huấn luyện viên Hansi Flick có nhiều lý do để lo lắng. Vì cựu thuyền trưởng Bayern Munich sẽ còn nhiều điều cần phải làm để Đức kịp lấy lại phong độ. Các tờ báo Đức đã không tin vào mắt mình khi chứng kiến tuyển quốc gia cục ngã 1-2 trước Nhật Bản ở trận ra quân bảng E World Cup 2022 diễn ra tối 23 tháng 11. Nhật báo thể thao Bild tỏ ra khá sốc trước thất bại của tuyển Đức khi đội bóng của huấn luyện viên Flick gần như cầm trong tay chiến thắng trong trận ra quân với mọi thông số áp đạo đại diện đến từ châu Á. Tờ này cho rằng sự cầu thả của một số cầu thủ Đức đã khiến họ phải trả giá đắt bằng hai bàn thua từ các pha lập công của Mitsudan và Asano ở giữa cuối hiệp 2. Gundogan mở tỷ số trên chấm 11 m cho tuyển Đức. Điều đáng thất vọng hơn khi hai cầu thủ ghi bàn cho Nhật Bản đều đang chơi bóng ở Đức. Mitsudan khoác áo SC Freiburg, còn Asano đang thuộc biên chế VFL Bochum. Trong khi đó, tờ Daiwell giật dòng tít, tuyển Đức đã nhận thất bại muối mặt trước Nhật Bản. Tờ báo này cho rằng Đức đã hoàn toàn buông xuôi ở nửa cuối hiệp 1, trước một thế trận đã chơi trên cơ trong hơn 70 phút và thủ môn Manuel Neuer dường như thi đấu không được tốt, đặc biệt là tình huống khép góc ở bàn thua thứ hai. Theo báo Nam Đức SS, thất bại trong trận ra quân không phải là điều quá bất thường với tuyển Đức bởi những pha dứt điểm quá tệ, lối chơi phản công có vấn đề khi phung phí quá nhiều cơ hội và đặc biệt là vô số sai lầm ở hàng thủ. Những điểm này là thường trực với tuyển Đức và không thể cải thiện tốt hơn ở World Cup này. Báo FIZ bày tỏ choáng váng về sự khởi đầu trong thất bại của tuyển Đức. Hình ảnh thủ quân Neuer kéo chiếc áo đấu qua đầu, ném đôi găng tay cùng băng đội trưởng FIFA xuống sân cỏ đã nói lên tất cả. Trong khi đó, báo giới Nhật Bản hết lời ca ngợi chiến thắng ngược dòng gây chấn động của tuyển quốc gia trước Đức với tỷ số 2-1 tối qua. Tờ Asahi Shimbun bày tỏ sự thắng phục tinh thần quả cảm của các tuyển thủ khi chơi quật cương để ghi hai bàn ở nửa cuối hiệp 2. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tờ Nikan sport giật tích, chiến thắng chấn động, chúng ta đã đánh bại tuyển nước hùng mạnh. Các tờ báo hàng đầu của Nhật đặc biệt dành lời khen cho huấn luyện viên Hajime Moriyasu với sự điều chỉnh nhân sự rất hợp lý trong hiệp 2, bởi hai trong số 4 cầu thủ được tung vào sân đã lập công mang về trận thắng lịch sử. Tờ Sport Nippon nhấn mạnh về sự nâng tầm của bóng đá châu Á khi Nhật Bản tiếp bước Ả Rập Xê Út để lật đổ những gã khổng lồ của bóng đá thế giới. Nhật Bản, thứ 24 trên bảng xếp hạng FIFA, lần thứ bảy gấp mặt trong 7 giải đấu liên tiếp, đã lội ngược dòng đánh bại nhà vô địch thế giới 4 lần là Đức, đứng hạng 11 thế giới. Điều khó tin đã trở thành sự thật, theo tờ Nikkei Sports. Không chỉ nhận được tung hô bởi báo chí trong nước, tinh thần quật cương của các samurai xanh cũng được truyền thông quốc tế khen ngợi. Chuyên gia bình luận cựu danh thủ Anh Gary Nineker phải thốt lên, Sugoi, tuyệt vời trong tiếng Nhật Bản. Sau khi chứng kiến các Samurai xanh ngược dòng ngoạn mục quật ngã tuyển Đức hai-một tối 23 tháng 11, cũng theo Gary Lineker, Nhật Bản đã vượt qua người Đức với kịch bản khó tin, hãy chắc rằng tuyển Đức sẽ không bị loại lần thứ hai liên tiếp ở vòng bảng World Cup, nhưng điều này đang xảy ra. Trong khi đó, nhà báo kỳ cựu Ben Jacob của kênh CBS Sports Mỹ ca ngợi cách tuyển Nhật Bản ngược dòng ngoạn mục sau bàn thua ở hiệp 1 để thắng lại tuyển thức bằng một tinh thần samurai và những sự thay người của huấn luyện viên Hajime Moriyasu mang lại hiệu quả tuyệt đối. Đặc biệt, Ben Jacob cực kỳ ấn tượng với hai cầu thủ ghi bàn cho tuyển Nhật Bản là Rizudan và Takuma Asano. Đó là hai cầu thủ đều đang chơi bóng ở Đức, lần lượt cho các câu lạc bộ SC Freiburg và VFL Bochum Họ đã tận dụng kinh nghiệm chơi bóng ở Đức, dùng tinh thần của bóng đá Đức và cả tinh thần Samurai để quật ngã người Đức. Tiếp tục tạo thêm một cân địa chấn nữa ở World Cup 2022 sau Ả Rập Xê Út đánh bại Argentina. Nhà báo này viết trên tài khoản mạng xã hội Twitter. Còn trang Golf bình luận bằng thắng nâng tỷ số lên 2-1 của tiền đạo Takuma Asano quyết định mang lại chiến thắng cho tuyển Nhật Bản vô cùng đẳng cấp. Cái chạm bóng, cú tung nước rút và cú dứt điểm quá hiểm hóc đã làm bó tay thủ môn dày dặn kinh điểm Manuel Neuer. Trang báo này cũng chạy dòng tích, đó là cái cách tuyển Nhật Bản đã đến với World Cup 2022, không thể xứng đáng hơn nữa.